Đây. Mày có 5 cái. Úi ơi ơi. Cái thân. Bà cha mày. Ơi. Trời ơi. Trời ơi. Anh em thấy thế nào? Cái này gọi châu. Đấy. Hello, chào tất cả anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh Tây Nguyên Hoàng Dã nha anh em. Hôm nay lại đến tôi đi thăm bầy rắn này anh em. Nãy mình thăm được 3 cái rồi mà do có người nên mình cũng không có quay được anh em. Giờ văng vắng người để mình mới quay được này. 3 cái thì được một hành một hộp mèo anh em ạ. Con hộp mèo lúc nãy mình có quay. Một hộp mèo. Một hành. Túi lưới mang một bọc túi lưới gần chục cái. Chuột đây được có hơn 20 con, còn mình để bớt ở chỗ xe một mớ nữa. Đồ đạc để hết ở xe, trời nó đầy mưa anh em ạ. Mưa vậy không biết đi thăm là hàng nó ra nhiều không biết, trời nó giống như là ảnh hưởng bão anh em ạ. Hy vọng là sẽ có hàng nhiều. Mình đi từ tối hôm qua anh em. Tối hôm qua xuống rồi cũng đụng mưa rồi cũng không đi thăm đêm được. Sáng nay mới đầu đi thăm. Mình thăm ngày hôm nay. Đêm mà không mưa thì lại cũng phải đi thăm đêm mà đến ngày mai nữa. Nói chung thăm ít nhất phải 2 ngày anh em ạ. Rồi mình đi rồi anh em nhé. Tới chỗ nào hay ho mình quay tiếp anh em thư giãn nha anh em. Mình thăm được có 3 cái mà phải chạy mưa anh em ơi. Trời này đòi bão rồi anh em. Đòi mưa dầm rồi. Thôi chết rồi. Giờ làm sao đây? Ba mấy chục cái rồi thăm được 3 cái mà phải chạy về thì chết 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 chết. Tiếp tục thăm anh em ơi. Tạnh mưa rồi. Cái này tôi trước dính một em trâu đây. Cái con này thế nào đây? Ờ, hình như có con gì kẹt đầu rồi. Kẹt đầu chết rồi. Này, kẹt đầu này anh em. Kẹt đầu khiến nó cắn thúi ra rồi này. Như ngựa. Ngựa. Ngựa kẹt đầu. Đấy nhầm vào đã thấy ông kia coi. Ông mèo ông nằm ngay trong này. Chịu. Mùa này mưa cái là đi mèo đi ghê lắm anh em. Là cái này cái thứ 7 này. Cái thứ 7 mới được có hai mèo một hành bị kẹt đầu nữa. Mèo không to lắm, bé. Cái thứ 8 hình như dính hành đấy anh em. Thấy long loáng anh em ạ. Tại nãy có người đi qua mình không quay ngay từ đầu. Hành. Hành không được to lắm. Cũng tạm được. Cái này cái cuối cùng ở cái bãi 9 cái anh em ạ. Hơi hơi nặng nặng xíu. Ui, chuột còn ra cháo này. Chỗ này bữa trước bị nước ngập rồi. Trời ơi, anh em ơi. À, ngập nước chết con hành cả ký trời. Trời ơi. Ủa, ghê. Tỏ quá trời rồi. Phi của trời. Tức ghê không? Ngập thùm luôn. Thôi pi hoài mắc ăn này nữa vàng nữa rồi anh em ơi. Không châu chắc tầm ký hơn ký. Ủa còn hành chưa kìa, thấy con này mới thấy ra hồn á. Châu này hơn ký nhỉ.
ký 1. Ký 1, ký 2. Đây này. Em bảo lượm 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 cái gì đây? Lượm ra. Ra và không có gì đuổi về luôn đấy. Khu này còn hai cái cuối cùng. Nặng không? Châu hay mèo? Đây một em trâu nữa. Cũng bằng em mong đợi nhỉ. To hơn xíu nha. Bằng. Bằng em nãy. Nhỏ hơn. Nhỏ hơn tí. Con này mới vô nhỉ. Ừ. Nó sẽ thóc chuẩn không ăn? Vừa vậy mới đâu. Nó mới cắn gốc rồi nè. Thế đó. Ăn có xíu vậy. Ừ. Cái này chuột nó ăn kiêng gì sao ăn. Chú ăn tiết kiệm. Tiết kiệm mùa gì mùa mưa. Ừ. Luồng này 9 cái. Luồng này 9 cái mà được 3 trâu. 2 hành. Còn một cái nữa. Cái này cái thứ 8 này. Xuống. Né nó rồi chứ. Cái cuối cùng quả 9 cái. Sẽ phi phi trong. Xong rồi. Nghe tiếng phì. Thấy không ham vậy vậy. Nhẹ đi. Ông ấy đây này. Khổ mang đấy. Chán cái đời chứ. Lần này mình cũng đang gom cái loại này mình nấu cao. Anh em có nhu cầu mà dùng cao về dùng thì alo nhá. Cao nguyên chất, cao rắn nguyên chất rất là hiếm nha. Có bãi 8 cái anh em ạ. Rồi, cho con xin các vị khuất mày khuôn mặt cho con vào con thăm mấy cái bẫy nha. 8 cái lẹ lẹ khỏi tối. 8 cái này này nữa là cũng nghỉ tối luôn. Khai hàng coi em. Lượm này à? 2 ký không? Dính cây. Tưởng đâu mà nặng mà không nhấc được. Rồi có hàng được rồi. Cái đầu tiên 8 cái đã có rồi. To không? Vậy cũng được. Ký 3, ký 4 này ok rồi. Cái đầu tiên vô hàng. Ui, con gì nó mổ ụt quá. Dưới đây có cái ao à? Có cái đường mương nè. Này, cũng khơi chứ. Không, chắc tầm kỳ 2 thôi em. Kỳ 2 thôi. Kỳ 1, kỳ 2. Nó chỉ tầm hơi bằng con nung đậy thôi. Rồi, tiếp tục. Cái thứ 3, cái thứ 2 thì bị hành kẹt đầu chết. Châu này khớ đấy nha. To hơn. Châu này ký mấy? Ký 3, ký 4 đổ lên. Ồ, châu này khớ anh em ạ. Ký 4, ký rưỡi đổ lên ý. À không, không được kỳ rưỡi đâu. Nó nằm tầm kỳ 3. Nặng à. Ôi trời ơi, pin còn 15%. Pin 15% không bật flash được. Cái gì đầm đầm vậy? Wow. À, sóc, nó nằm cành rơi. Cũng được. To phết đấy, nhìn đầu to phết đấy chứ. Các con này chắc tầm ký ký 2 rồi nhỉ. Còn đó ký 2 ký 1 chứ chưa được ký 3 đâu. Ừ. Rồi, bây giờ mình giải quyết luôn em ạ. Nhìn đầu to phết đi chứ. Đít. Cái thứ 5 à? Cái thứ 5 được thêm hồ hành. Bao con vàng. Bao con nạng. Không được to lắm.
Hồi lỡ quay quay đại thì chẳng hết. Nhiều cái mà không có, hoặc là mấy con nhỏ nhỏ anh em mình lười quay lắm anh em ạ. Thầy nhỏ quá. Quay nhỏ. Nhiều khi anh em đồ nói ở chê này quýnh sâu gắn nhỏ xíu 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 không. À. Mới có 5 cái. Úi ơi ơi. Cái thân. Bà cha mày. Tao vụn vô hết bây giờ. Mới có 5 cái. Có con hũ hành thôi cũng rắc rối. Sao anh em ạ, tối quá rồi mà đèn pin điện thoại hết hết ấy rồi. Hết. Không. Con này thì nếu mà mèo thì mèo, mèo to. Ngựa, bố khỉ, ngựa. đang định làm đấy, làm thầy bói. Ngựa khổ nố ra. Con ngựa dữ vậy, nặng đấy, đừng nói ngựa cạp nha. Không à, ngựa đâu, có ngựa chiếc tổ phi thì cũng gần ký. Người to tính ra là sáu cái này, cái nào cũng dính vậy. À, mấy cái kia thì bị sảy ấy, lại sảy một con chết con, bắt được 4 con, 2 trâu, 1 ngựa, 1 hành. Thôi, nhanh, tối rồi, còn 2 cái nữa. Có hàng rồi anh em ạ. Này phải tầm nặng cũng được. Cầm cái lưỡi hái cho anh. Ký mấy? Cái cuối cùng đây anh em. Tối quá không nhìn được gì. Em soi đèn led coi. Ôi hai con luôn, con hành nữa. Ngành bành kia luôn. Hành với lại con nải. Con hành với con trâu. Trâu hay nải? Anh nhìn cái đầu. Cái cuối cùng xin đôi kinh. Giờ nhìn bóng nhấy. Đừng nói ba nha. Không, hai. Tách nào thế năng nào. Còn hành to không này. Hành to hết. Hành này, hey, anh em này. Một cái này, giá trị chưa? con giận thì nhỏ. Vậy thì cũng 6 lạng. Hành thì to này. Let's go. Hành lại phải 7-8 lạng nhỉ. Cũng được, cái cuối cùng cũng được. Vậy là 8 cái, kết thúc 8 cái. Tổng cộng là 3 trâu, 2 hành, 1 ngựa, 1 hành bị chết, 1 hành bị sảy. Nói chung hầu như cái nào cũng dính. Một cái cuối cùng thì không dính nữa, cái đầu ngoài cùng kia không dính, không dính thì không quẩy. Vậy là 8 cái 8 con. Ở đâu? 8 cái. 8 cái 7 con. Ơ, 2 cái không dính. 2 cái kia dính cỡ như không dính thì 3 cái 5. 3. 5. 5 nhưng mà cái này ra tới 6 con hả? Ừ. Thì ra tới 6 con. 8 cái 6 con là tương đối ngon rồi. Ok anh em. Bữa. Cùng sóc nó chạy nó đùng đùng. Còn tối quá rồi anh em, bắt ra để đi về thôi. Vẫn chưa xong anh em, mai còn thăm nhiều lắm anh em ạ. Mỗi lần anh em mình đi là phải mấy ngày á. Riêng ở đây là phải 2 ngày 2 đêm. Bữa nay mưa quá nên nửa không biết có đi xoa thăm đêm được không này. Thôi, vậy anh em nhé, cứ chúc anh em buổi tối vui đã nhé. Tối nay mà hứng anh em mình dọn. Tối nay trời nó đời mưa, hai anh em không có đi được anh em ạ. Giờ vừa lên được cái ngôi nhà hoang này để trú tạm này, qua đêm này. Không có ha. Ngày hôm nay mình ướt hết này, phải giặt đồ, phơi đồ, tắm rửa này. Phơi kia để mai có đồ mặc. Ngày hôm nay mưa dã man. Đây, ngày hôm nay hai anh em thăm, nói chung là chưa được nửa luồng anh em ạ. Rồi, hàng bỏ hết ra đây xem. Vất nhẹ nhẹ thôi, mạnh nó đau. Mèo. Trâu này. Cái này mình có nửa luồng thôi anh em nhé. Châu này. Đó. Châu này. Như. Châu. Hành. Kinh chưa? Cái này hành. Quá dã mà. Kia là mèo. Mèo đợt này được ít này.
Mèo có 3 con, 3 4 con. Đấy, chú Âu Châu với Hành là nhiều. Đấy, hôm nay tổng tối nay tổng sơ sơ cho anh em chưa được nổ luồng, chưa được số bẫy. Bằng này nó tầm nằm tầm chục ký đây anh em ạ. Công hành đầu tiên. Hành to. Hành này anh em ui, con hành này 9 nặng ký em ạ. Anh này là 9 nặng 9 ký. Tầm 9 ạ. Thôi đi rồi. Hôm nay hàng nhiều cho đi rồi. Đi nó đi thật đấy. Anh này là 9 nặng 9 ký. Tầm 9 ạ. Thôi đi rồi. Hôm nay hàng nhiều cho đi rồi. Đi nó đi thật đấy. Nó cho nó là được một cặp hành. Hành là bự không ạ. Đấy, cho vô đi em. Nó ị đau hôi tay lắm, không có gì rửa. Nước đầy. Đâu, hành đâu em cho riêng ra, em cho riêng hành ra. Nên túi ngươi cho riêng hành ra. Trời, ngoan ngoan. An tâm em. Rồi mình cúp đi tọc sơ sơ vậy thôi, mình cúp đi để dồn hàng vào đã anh em nhé. Ngày mai là thăm hết rồi lại tổng cho anh em xem cái số lượng nguyên một đợt thăm nó như thế nào nhé. Tọc cho anh em ngủ ngon nha anh em. Sáng anh em ơi, đun nước chế em chế mì ăn, chế cà phê uống rồi đi tiếp tục chiến đấu anh em ạ. Hy vọng hôm nay đừng có mưa. Chứ mưa là phê lắm, bị thăm bậy rắn phê lắm anh em ạ. May có căn nhà hoang này cũng chú ẩn cũng được anh em ạ. Có cả bếp lò này. Có mỗi cái bếp lò nó có giá trị đốt. Còn lại là tan hoang. Căng được cái chú mưa thì cũng ok lắm. Trong thì có nhà xây mà không có cửa ạ. Không có chỗ mắc võng. Mỗi ngoài này thì có chỗ mắc võng này. Hai anh em mắc được hai cái võng. Chú nắng chú mưa. Đây, chúc anh em ngày mới nhìn niềm vui và an lành nha anh em. Này đi thăm xem là có hàng nhiều không. Mình qua bãi kế tiếp rồi anh em ạ. Giờ anh em mình chia nhau ra mỗi người đi thăm một bãi cho nó nhanh. Mình có bãi này được 10 cái. Tôi trước ở đây cái này là dính bị sảy mất một con hàng đại này. Nó vô nó phá bẫy nó ra. Cái tua này xem có không. Cái đầu tiên. Thấy có dấu cứt kia mà không biết là hàng gì đây. Có cứt nó trắng trắng ở đầu kia này. Có chắc hành quá. Hành rồi anh em ạ. Mưa xuống cái hành đi quá trời luôn. Hành nhỏ đấy, không to lắm. Này hành này. Rồi xác con rắn nải. Con rắn ráo lột ngay gần cái bẫy. Mà rất tiếc là rắn ráo ấy, nó ít vô nó ăn chuột lắm anh em ạ. Rồi. Con rắn ráo to quá trời này. Con này cả ký ạ. Ký hơn ký anh em. Trời ơi nó lột ngay cạnh cái bẫy của mình ấy chứ. Bẫy này. Tiếu đời nhỉ. Bẫy này không dính đâu. Trời ơi, cái này là trâu này chết ngay rồi đấy. Này ra đàn ráo. Ủa, ngơ. Con này to. Ký mấy ạ. Cái tiếp theo này anh em, cái này phải lội qua suối. Này, không có gì đấy anh em. Ôi,
Nước này không biết là tới ngực không đây trời. Sâu quá trời. Đừng có nằm ủm phan nha. Này này mưa to nữa thì sao mà qua trời. Này mình ghi khéo tới bụng quá. Úi trời. À, nước xiết mạnh thế. Đừng trôi mất đi nha. Cũng không sâu lắm. Được, qua được. Bên này còn 4 cái. Bãi này tất cả 10 cái, mới thăm được 3 cái. Mới được có một con hành này anh em ạ. Cái tiếp theo đây anh em. Chiều hàng ngon ngon tí coi nào. Rồi, thấy nặng nặng rồi anh em. Ui giời, con mèo rồi. Bô khỉ. Sao mèo mà sao nặng thế ta. Mèo vàng chóe. Tới cái tiếp theo anh em ơi. Cái này không thấy thóc đùn ra vậy. Có gì không mà nhẹ lắm, không có gì đâu. Hình như có con gì trong ấy. Con gì nhỏ nhỏ ấy. Nhỏ chắc hổ hành cơ. Một xíu à. Ui dồi, mèo rồi sao. Mèo bé đó. Đúng mèo không? Mèo hay sao? Mèo. Bé xíu. Thế anh em ơi, may chỗ này đợt trước mình đặt đấy. Ở chỗ này cái suối cạn này. Mình gặp mấy ngày mưa mà nước nó chảy cỡ này, may sao nó ngập. Nó ngập vậy này, ăn hàng rồi. À, nghiêng cả. Nghiêng cả cái bẫy đi này. Cũng không to lắm. Đằng trước mình đánh chỗ này, mình tháo các cái bao ra, mình còn dắt trên này này. Cũng được, hàng này ký mấy này. Ký 3. Tầm ký 3, ký 2, ký 3. Khuyên sao, con này dính sớm này, chảy hết mỏ rồi. Ôi giời, cũng được phết đấy. Hòm trùng kẹp mà nó khỏe, nó vào nó khỏe. Nó khỏe, nó đóng, nó cứng hòm luôn. Được. Luồng 10 cái em cho đầu tiên. Ôi giời, cái mỏm. Mỏm chính dính mấy ngày, nó chảy hết á. Ê. Kia nhìn thấy cứt ỉa ở đây mà không biết là hàng gì đây. Hành anh em ạ. Hành. Mỗi con hành. Này. Hành này. Hành cũng vừa vừa. Ở đây 10 cái vậy là được 2 hành, 1 mèo, 1 ngựa nhỏ mình thả ra, với lại được 1 trâu. Còn 1, 2, 3 cái nữa. Cái này cái cuối cùng của cái bãi này rồi đây anh em. Bãi này được mỗi 1 trâu. 1 trâu, 1 ngựa, 1 mèo, 2 hành. Bị ngập nước mất 2 cái. Một cái trôi mất, còn một cái chuột chết. Cái này cái cuối cùng. Hình như không có anh em ạ. Ừ, lại hành tiếp rồi. Lại có hành tiếp. Hành nhỏ. Hành nhỏ không to anh em ạ. Cái này bị ngập nước này. Hành bé.
Phải kết thúc bãi này nha anh em. Mình qua mình đi đặt đặt lại mấy cái rồi qua bãi tiếp theo anh em ạ. Đau lòng anh em ơi. Đây con vẹn to quá. Uống chưa này. Nước nó ngập, mưa cần cơn mưa thì mà tai hại. Cơn mưa tung là cơn mưa qua là tệ hại thật. Cần mấy ghê đấy. Được thêm một hành bự sư gồ nữa anh em, chắc cũng khoảng 7-8 lạng. Trời sắp mưa rồi, thôi mình bắt mình tranh thủ mình đi về thôi, về bãi kia. Còn bãi kia nữa anh em còn 10 cái nữa, chưa được 10 cái nữa, tranh thủ bắt vơ thôi anh em ạ. Rồi tối đến rồi anh em ơi, anh em mình thăm còn chưa xong nữa, nhưng mà mai vẫn phải thăm tiếp, nhưng mà trời mưa quá rồi. Thôi clip cũng dài lắm rồi, nay giờ mình tổng kết hết hàng tour này anh em mình đi thăm nha anh em. Đây túi này chục ký không? Đây cái túi này hơn chục ký này. Nói chừng bây giờ không biết bao nhiêu để mà đếm nữa anh em ạ. Hành này, mèo quá trời. Hành này, cái túi hành này, túi hành này 4-5 ký rồi. Ơi trời ơi. Trời ơi. Anh em thấy thế nào? Cái này gọi trâu. Đấy, bây giờ còn chưa dột mà hết không, nói chung là không cái túi lưới nào có thể chứa được hết anh em ạ. Đấy, bên này toàn mèo bự sư cô này. Chung nói chung tổng ở đây nó tầm khoảng gần 30 ký anh em ạ. Kinh quá. Dã man quá đi. Chưa hết đâu, mai còn thăm nữa. Mai còn chưa xong nhưng mà thôi, mình kết thúc video này ở đây nha anh em, chứ nhiều quá rồi. Anh em ủng hộ nha. Anh em coi mà thấy hấp dẫn thì ủng hộ đăng ký ủng hộ anh em mình nha. Kênh mình với kênh của thằng em là Nam Săn Bắt Hoang Dã nha. Ui giời, này hành mini. Kịch quá đi. Cái này giống trang trại quá em ơi. Rồi chúc anh em buổi tối vui vẻ nhé. Chúc ngủ ngon luôn.